lũ trên các sông, hồng, đà, đúng lên nhanh, cách báo động lũ cấp khoảng 1 khoảng 1,5 mét. Hà Nội triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó. Nhà máy thủy điện Hòa Bình đang mở 4 cửa xả, nhà máy thủy điện Tuyên Quang đang mở 2 cửa xả. Dự báo tối 7 tháng 8, mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội, đoạn cầu Long Biên, quận Long Biên có thể đạt 8 mét, dưới mức báo động lũ cấp là 1 là 1,5 mét. Để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận huyện thị xã thông báo ngay đến các cấp chính quyền người dân các tổ chức có hoạt động trên sông ven sông cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông phương tiện vận tải thủy các công trình đang thi công các bến đò ngang các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác cát sỏi biết thông tin về việc mở cửa hồ thủy điện để, để chủ động các biện pháp và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở công trình đang thi công tránh những thiệt hại đáng tiếc